đây thì cũng tham gia cái mở bán của Aqua City. Cái tiêu chí của tôi cũng như là gia đình của tôi là không chỉ quan tâm đến cái sức khỏe về mặt thể chất mà rất quan tâm đến cái sức khỏe về mặt tinh thần. Thế chính vì vậy cho nên tôi thấy là cái Aqua City là một cái sự lựa chọn khá là đầy đủ tất cả các tiêu chí của tôi. Vừa có không gian sống rất xanh, vừa có tất cả các tiện ích liên quan đến trường học, bệnh viện, nó như là một cái khu đô thị thu nhỏ, lại còn có khu vận động cho trẻ con, bởi vì con tôi cũng ở trong tuổi cái giai đoạn phát triển, cho nên là cũng rất là cần môi trường để vận động đầy đủ tất cả các tính năng trong đó, đặc biệt là nó phù hợp với cả cái lứa tuổi của gia đình chúng tôi. Aqua City có đầu tư cái gọi là Smart Home công nghệ 4.0 thì thực sự là tôi cảm thấy đây là một cái điểm nhấn của dự án. Aqua City đúng là một cái lựa chọn hoàn hảo bởi vì cái sự kết nối giao thông giữa Sài Gòn và Đồng Nai bây giờ khá là thuận tiện. Tôi đã từng đi thử, chỉ mất đúng 45 phút mà đi từ trung tâm quận nhất cho đến dự án. Và khi mà bước chân vào dự án một cái thì tôi thấy hoàn toàn là một cái không gian mở, xung quanh chỉ có cây xanh thôi, cho nên là tôi thấy đây chính là tiêu chí rất là phù hợp đối với nghỉ dưỡng cũng như sinh sống. Vì vậy tôi thấy là Aqua City đúng là một cái không gian sống rất phù hợp cho một gia đình có 3 thế hệ, vừa có người già, vừa có lớp trung niên và vừa có lớp trẻ.